con sói chui vô cái đầu hói, đầu hói, 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 hói. Con cá sạc, cá sạc, cá sạc. Chúng ta từng lấy dấu vân tay, sau đó lăn vô tờ giấy. Bây giờ thì mình không lấy dấu vân tay, lấy vân mặt, mình lấy vân mặt. Sau đây mình lăn vô tờ giấy. Wow. Mặt đẹp biết bao nhiêu. Nhưng mà bây giờ vậy có ai chưa phục, có muốn cái gì nữa không? Em không phục, em không phục. Ngọc muốn thách đấu với ai? Xin quyền cho em Ngọc. Dại khờ nhất trong cuộc đời của em luôn anh. Dại khờ nhất luôn á. Tuyết lực. Cái gì vậy? Tao đấu dụng gì? Tuyết lực. Đây giờ dây. Tuyết lực. Trò chơi này vui. Hai bạn này và hai bạn này không được nhắc. Nếu nhắc là bị phạt hết. Đó. Chết tôi rồi. Khán giả mà nhắc đem xuống phạt luôn. Trời ơi. Chơi thôi. Còn em thắng là em thoát. Mình thắng là mình thoát. Vậy thôi. Anh Luật. Mắc gì tôi thoát. Tôi đang thoát mà. Thoát. Anh cứu em. Ngọc thích lượt. Ngọc thích lượt. Em muốn giết anh. Rồi trò chơi như sau. Con vật và chữ liên quan tới bộ phận cơ thể. Chưa hiểu. Vậy chết tôi rồi bạn. Chết tôi rồi bạn. Bây giờ nè, tôi đang có sức. Không. Chơi quýnh lộn đi. Đây, tôi nhắc lại một lần nữa nha. Ai nhắc là tôi phạt liền lập tức nha. Kể cả quý vị khán giả, các em ở đây nha. Một con vật sẽ chui vào một bộ phận cơ thể, phải cùng vần và cùng dấu. Ví dụ, con cóc chui vào ốc. Con cóc chui vào ốc. À. Sao mà bạn dân tấu hài tụi tôi được? Được, 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 được. Cùng vần nha, cùng vần. Vần, ví dụ vần, vần ốc và dấu sắc. Đúng rồi. Phải cùng vần, cùng dấu luôn. Dạ rồi. Quánh tôi xì để coi ai trước. Một, hai, ba. Chết chưa? Thắng, thắng. Nói trước đi, con gì? Gì? Con sóc chui vô ốc á. Rồi. Những bộ phận nào và con vật nào xài rồi thì không xài lại. Con cóc chui vô tóc. Con mũi chui vô mũi. Sai nha, con mũi là mũi u ô ấy nha. Không, mình chỉ tính về vật. Vần điệu. Rồi, đúng rồi, vần điệu rất là nhiều luôn. Được. Con chim. Con chim. Con chim. Con chim. Con chim. Chui vô tim. Hay. Hay. Con ngang chui vô gác, chui vô gác. Yeah. Năm. Anh Lộc, anh Lộc. Con trăng chui vô răng. Con con năm. Con công chui vô lông, chui vô lông. Con trai chui vô tai. Đúng rồi. Ôi, mới nghĩ ra luôn. Con Thủy Tiên nhắc rồi, tôi thấy rõ ràng Thủy Tiên à. Chị nè, chị nhắc rõ ràng rồi. Thôi, em điểm nguyệt cho nó nghĩ ra chứ. Rồi. Con lòng tông, con lòng tông chui vô mông, chui vô mông. Con lòng tông là con gì? Con cá lòng tông. Phải nói rõ là con cá lòng tông. Chết tôi rồi. Mình nói chơi cá, mình chơi cá luôn. Con cá sặc, con cá sặc. Con cá sặc, cá sặc, cá sặc. Chui vô, chui vô, chui vô mặt. Ủa cái chữ mặt đó. Hay quá, hay quá, hay quá vậy. Vô. Con chuột chui vô ruột. Con chuột chui vô ruột, đúng rồi. Chết tôi rồi. Năm. Con khứu chui vô nú. Không được chắc nữa nha. Tôi nghe tôi nha, không được chắc nữa. Không, không, không. Con hổ chui vô cổ. Yeah. Con sư tử chui vô bao tử. Đúng rồi. Là con rận. Ông đâu màu màu màu. Con rận chui vô thận. Con rận chui vô thận. Con ngọc chui vô nọc. Con lương chui vô xương. Ê. Con hút ảo. Con hút ảo. Tôi thấy là nhắc, ai nhắc rõ ràng. Phạt liền. Gì đó? Hãy coi gương đây mà học hỏi. Đi qua bên kia. Thôi, mình qua bên đó, mình canh bên kia. Mình qua bên đây, mình canh. Đi qua đây.
suy nghĩ đi. Rồi. Em tự lập đi. Em tự lập đi. Nãy em nói thân rận cho vô thận chưa? 3. Rồi. Em nói 2. 1. Con chuối. Con chuối bắt chuối. Con ba đứa chuối và bắt chuối. Đúng rồi. Con sợ rồi. Sợ quá. Sợ thật sự. Con dượng nó chui vô nhượng. Đau lắm. Con lăn chui vô chân. Con nào? Lăn. Con lăn đâu phải con giật em không. Ơi. Chơi chơi chữ mà. Chơi chữ khó tôi quá. Chữ mà. Chữ chơi khó tôi quá. Ê, con khỉ nó chui vô cái lỗ nhĩ. Hả? À, chui vô cái lỗ nhĩ. Hả? À. Yeah, đúng. Ra nhắc. Đừng xạo, phải em nhắc rõ ràng. Em không phải. Nhắc, em nhắc rõ ràng, đừng xạo. Trời ơi, cũng từ lứa luôn thiệt. Hình phạt cho những kẻ lì lợm. Chúng tôi không nhắc. Nói. Con. Kỳ nhông chui vô cái hông. Không phải vậy. Hồi nãy giờ chui vô hông 2 lần rồi. Ok, con sâu chui vô rau. Sao con sâu chui vô? Vô duyên. Con sò mai chui vô tay. Con sò mai mà chui vô tay. Được hết. Em nói chuyện vô lý như vậy thì con nai nó chui vô vai. Chúng ta vừa nói vừa diễn một vở kịch. Phải liền dần với nhau, phải có ý nghĩa. Giống như em nói con sò mai chui vô tay. Tôi không tin tôi nói con nai nó chui vô vai. Đúng. Tới em. Lòng ruột. Lòng ruột nó chui vô hết rồi. Không còn chỗ chứa nữa. Đúng. Tôi bắt nha, cô Tiên. Con sói chui vô cái đầu khói. Thưa quý vị, nói chơi vậy thôi chứ trò chơi chủ yếu tạo tiếng cười cho quý vị. Còn các bạn bị phạt, vẫn phạt, mời phạt.